Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 4 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về việc loạt quan chức nước này bất ngờ tử nhiệm. Theo đó, ông cho rằng việc cải tổ chính phủ là điều cần thiết để củng cố đất nước trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông nói, tôi từng nói về việc thiết lập lại nội các và nhiều bộ của chúng tôi. Tôi rất cảm kích các bộ trưởng và toàn bộ nội các đã làm việc cho đất nước Ukraine và người dân Ukraine trong 4 năm rưỡi qua, thậm chí một số người trong 5 năm. Chúng ta cần nguồn năng lượng mới hôm nay. Những bước đi này chỉ nhằm củng cố nhà nước của chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính trị và ngoại giao quốc tế cũng không phải ngoại lệ, ông Zelensky nói thêm. Tôi không thể dự đoán các bộ trưởng cụ thể sẽ làm gì sau khi họ từ chức. Chúng ta sẽ có câu trả lời khi họ được trao các vị trí, còn quá sớm để nói về điều đó bây giờ. Hồi tháng 3 năm nay, ông Zelensky cho biết người dân Ukraine có thể mong đợi nhiều cuộc cải tổ chính phủ hơn trong tương lai, sau sự thay đổi trong nhóm thân cận của ông. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thông báo đã nộp đơn từ chức hôm 4 tháng 9. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin, Phó Thủ tướng Olha Stefanishina, Phó Thủ tướng Irina Verechuk cùng với các Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Môi trường Ukraine đã đồng loạt đệ đơn từ chức. Quyết định này cùng với loạt quan chức bị bãi nhiệm từ đầu năm đến nay khiến 1/3 nội các Ukraine bị bỏ trống. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ chính phủ quy mô lớn của Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine và các đồng minh chính trị được cho là sẽ tìm cách lấp đầy các vị trí trống trong nội các trước khi ông thăm Mỹ trong tháng này và trình bày kế hoạch chiến thắng Nga. Đầu tuần này, ông Zelensky đã cách chức Rostislav Zuma, một trong số các phó tránh văn phòng của ông phụ trách vấn đề kinh tế. Nhà lập pháp cấp cao Ukraine David Arakamia cho hay sẽ có một cuộc tái thiết lập lớn trong chính phủ và hơn một nửa số bộ trưởng sẽ thay đổi. Các nhà phân tích cho biết, việc tái thiết chính phủ đã được lên kế hoạch trong một thời gian nhưng đã bị hoãn lại vì Tổng thống Zelensky đã tập trung vào các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây trong suốt mùa hè để đảm bảo viện trợ quân sự và tài chính. Nhà phân tích chính trị tại Kiev Volodymyr Fesenko cho biết, đây là một cuộc cải tổ nhân sự theo kế hoạch của chính phủ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, bây giờ một nửa chính phủ sẽ được đổi mới. Đây là phong cách của ông Zelensky. Ông tin rằng bộ trưởng mới mang lại năng lượng mới, cách tiếp cận mới, làm việc tích cực hơn. Vài tháng tới được dự đoán là thời điểm quan trọng đối với Tổng thống Zelensky, khi ông nỗ lực tìm cách giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ phương Tây và giành lại thế chủ động trong cuộc chiến với Nga. Ngày 4 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Moscow đã thực hiện cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm một học viện quân sự Ukraine tại thành phố Poltava, tỉnh Poltava, khiến nhiều người thương vong. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lý do quân đội phát động cuộc tấn công là do cơ sở này được các nhà huấn luyện nước ngoài sử dụng để đào tạo binh sĩ Ukraine về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và điều khiển máy bay không người lái UAV tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga. Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sandov cũng chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti rằng trung tâm đào tạo này đã đóng vai trò là nơi để các huấn luyện viên quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sử dụng để đào tạo binh sĩ Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tấn công một học viện quân sự Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo khiến hơn 320 người thương vong vào hôm 3 tháng 9. Ông Zelensky cho biết, các tên lửa Nga đã phá hủy một phần của một tòa nhà học viện truyền thông quân sự Poltava và gây hư hại cho cơ sở y tế gần đó. Cuộc tấn công tàn khốc của Nga vào Poltava đã khiến giới lãnh đạo Ukraine bị chỉ trích gay gắt. Theo một nhóm phân tích do một cựu sĩ quan Ukraine điều hành, là Foreign Television Insight, đây không phải là lần đầu tiên Nga nhắm vào một cơ sở đông người, nhóm phân tích này nhận xét. Có vẻ nhiều vị tướng vẫn chưa học được một số bài học cơ bản, ngay cả trong năm thứ ba của cuộc xung đột. Nhà báo thời chiến được kính trọng của Ukraine, Ilya Polomarenko đã viết trên mạng xã hội rằng ông Zelensky đã thề sẽ điều tra vụ việc bi thảm này, nhưng điều này là chưa đủ, chỉ đưa ra tuyên bố rồi lại để mọi chuyện trôi qua một lần nữa là chưa đủ.
Những cuộc tấn công tương tự đã xảy ra trong suốt cuộc xung đột giữa hai quốc gia láng giềng. Mùa thu năm ngoái, 19 binh lính Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào khu vực Zaporizhia. Khi đó họ đang đứng trong đội hình tại một buổi lễ trao huy chương. Cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow, John Foreman cho biết, sau 2,5 năm xảy ra xung đột, biết được ý định gây thương vong của Nga và trong tầm bắn tên lửa dễ dàng, các chỉ huy quân đội Ukraine lại để một số lượng lớn nhân sự như vậy tập trung tại một địa điểm quân sự ở Poltava. Thành phố Poltava nằm sát tiền tuyến cách thủ đô Kiev khoảng 300 km, về phía đông nam và cách biên giới Nga 120 km. Vừa qua, tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2024, Nga đã công bố nhiều loại UAV thế hệ mới được phát triển dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến trường Ukraine. Theo đó, Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất UAC, một thành viên của Rostec, đã giới thiệu UAV vận tải khổng lồ có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng VTOL, hoàn toàn mới mang tên S-76, có thể chở 300 kg hàng hóa trên quãng đường khoảng 500 km. Loại UAV này có thể thực hiện các nhiệm vụ hậu cần, nghiên cứu, vận chuyển hàng hóa, ngay cả ở những địa điểm khó tiếp cận và khắc nghiệt nhất. Máy bay không người lái chiến đấu đa dụng UACV Orion E do công ty Kronstadt phát triển, hội tụ các công nghệ hàng đầu gồm công nghệ điều khiển và vật liệu tổng hợp, giúp nó có khả năng đạt tốc độ bay tối đa tới 200 km/h, hoạt động lâu dài trên không trong môi trường khắc nghiệt từ sa mạc tới vùng cực. Orion E mang được 250 kg vũ khí, gồm bom, tên lửa, trong đó có sát thủ tấn công chính xác cao là tên lửa chống tăng V, vốn là vũ khí tiêu chuẩn của trực thăng tấn công hạng nặng K-52 Alligator. Một trung tâm điều khiển mặt đất có thể kết nối và điều khiển cùng lúc 4 chiếc Orion E. Trong các nhiệm vụ đặc biệt, UACV Orion E có thể kết nối trong mạng lưới trao đổi thông tin vệ tinh để mở rộng tầm kiểm soát cũng như phối hợp với nhau khi cần thiết. Tập đoàn Rosobron Export hé lộ Lancet E, phiên bản xuất khẩu của UAV cảm tử Zala Lancet, vốn đã được sử dụng rộng rãi ở Ukraine. Họ UAV này gồm loại trinh sát Z-16E UAV và hai loại mang đạn có điều khiển được gọi là IDELIZE-51E và IDELIZE-52E. Mỗi phương tiện có tầm bay và trọng lượng cất cánh tối đa khác nhau. Lancet E sử dụng vật liệu đặc biệt cùng thiết kế cánh chữ X và một cánh quạt đầy nhỏ, giúp UAV khó bị phát hiện bởi radar của đối phương. Phiên bản mới nhất có thể mang đầu đạn nặng 5 kg và có thời gian bay khoảng 40 phút với tầm hoạt động hơn 40 km. Rosobron Export dự kiến Lancet E có thể được xuất khẩu với số lượng vượt 1.000 chiếc. Máy bay trinh sát không người lái Auckland 30 mới nhất được thiết kế để tiến hành giám sát trên không, phát hiện và xác định các vật thể ở vùng ánh sáng nhìn thấy hoặc quang phổ hồng ngoại. UAV Auckland 30 có thời gian bay 5 giờ, vận tốc tối đa 170 km/h và có thể bay lên độ cao tối đa 5 km. Kalashnikov đã ra mắt hai loại máy bay không người lái VTOL chạy bằng điện mới mang tên Legioner G29S và Legioner E29 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa. Nếu được gắn các khí tài tiên tiến, chúng có thể trở thành công cụ quan trọng cho các hoạt động cứu hộ và giám sát. UAV Granat 4E hiện đại hóa cũng do Kalashnikov phát triển, có thể sử dụng để trinh sát trên không, giám sát vô tuyến và giám sát địa hình bằng máy ảnh kỹ thuật số, máy quay video, thiết bị giám sát chủ động, máy ảnh nhiệt theo thời gian thực, đồng thời có khả năng đánh dấu mục tiêu cho các loại đạn dẫn đường chính xác Krasnobol, Kitolov và Kran. Phạm vi hoạt động của UAV này lên tới 70 km. UAV trinh sát SCAD-350M đã chứng minh hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự ở Ukraine nhờ được cải thiện phần cánh cũng như các bộ phận điều khiển cho phép bắt và bám mục tiêu ở chế độ tự động. SCAD-350M có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm với tốc độ tối đa 120 km/h trong liên tục 2 giờ. Tập đoàn trực thăng Nga Russian Helicopter giới thiệu mẫu UAV trực thăng chuyên vận chuyển hàng và cứu hộ BAS-200 có thể đạt tốc độ 160 km/h, hoạt động liên tục trong 4 đến 5 giờ, mang được khối hàng hóa nặng 50 kg. BAS-200 chuyên thực hiện nhiệm vụ giám sát địa hình, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn và hoạt động nông nghiệp. Ngày 4 tháng 9, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã lên tiếng cảnh báo chuẩn bị tiến hành các cuộc phản công ở những khu vực hiện do các nhóm vũ trang sắc tộc nắm giữ. Theo ông Hlaing, người dân ở vùng lãnh thổ gần đây bị các nhóm vũ trang dân tộc kiểm soát phải chuẩn bị cho các cuộc phản công của quân đội.
Ông đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang sử dụng các tòa nhà hành chính và thường dân vô tội làm lá chắn sống. Ông nói, do đó người dân sinh sống tại các thị trấn và làng mạc, nơi những kẻ khủng bố kiểm soát trái phép, nên nhận thức được vấn đề an ninh để không phải đối mặt với tình trạng bị bóc lột. Hồi tháng 5 năm nay, một báo cáo của Hội đồng Cố vấn đặc biệt của chính quyền Myanmar SACM cho biết, chính quyền quân sự đã để mất quyền kiểm soát ở 86% thị trấn trên đất nước, nơi sinh sống của 67% dân số nước này. Chính điều này đã cho phép các nhóm vũ trang sắc tộc có cơ hội mở rộng và củng cố các khu vực mà họ giành quyền kiểm soát trước đó. Mới đây, chính quyền quân sự Myanmar đã để mất một vùng lãnh thổ gần biên giới với Trung Quốc ở phía bắc Bang San vào tay liên minh các nhóm dân tộc thiểu số vũ trang và lực lượng phòng vệ nhân dân thuộc chính phủ dân sự đã bị quân đội lật đổ năm 2021. Các nhóm này đã giành được một bộ chỉ huy quân sự khu vực và kiểm soát các cửa khẩu biên giới buôn bán béo bở, khiến những người ủng hộ quân đội hiếm hoi công khai chỉ trích giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền quân sự. Tuần này, chính quyền tuyên bố ba nhóm vũ trang đang đối đầu quân đội là các tổ chức khủng bố. Những nhóm này bao gồm quân đội Arakan AA, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar MNDAA và quân đội Giải phóng Quốc gia Taang TNLA. Người nào bị phát hiện hỗ trợ hay liên lạc với các nhóm trên có thể gặp các vấn đề pháp lý. Liên minh giữa ba nhóm nổi dậy trên và lực lượng phòng vệ nhân dân PDF trong thời gian qua đã chiến đấu gần hơn về phía thành phố Mandalay. Đây là thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là nơi đặt trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Myanmar. Truyền thông địa phương đưa tin trong ngày 3 tháng 9, Liên minh đối lập đã tiến hành cuộc tấn công bằng rocket vào Mandalay, phá hủy các tòa nhà và khiến một người bị thương.